Chào mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến trải nghiệm và khám phá tại chợ phiên ở xã biên giới Chi Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Đây là phiên chợ của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào dân tộc Thái và dân tộc Mông là chủ yếu. Rất sáng sớm, các phương tiện và du khách đang đổ dồn về phiên chợ để được khám phá và trải nghiệm. Đây, mọi người có thể thấy là có rất nhiều chị em phụ nữ dân tộc Mông đang được di chuyển đến phiên chợ. Ở phía bên ngoài, các phương tiện và du khách đang di chuyển vào khu vực phiên chợ với sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đây là một em gái người dân tộc Mông mặc trang phục một cái váy đỏ, màu đỏ rất sặc sỡ. Ở phía bên ngoài có các mế, các bà, các mẹ người dân tộc Thái đang bán một số đồ của người dân tộc thiểu số, trong đó có một số trang phục và một số đồ ăn, rau, củ quả của đồng bào miền núi. Đây là du khách đang trải nghiệm mua sắm tại phiên chợ. Ở đây là có một số món ăn như là cá nướng, cá sấy Tây Bắc. Đây là một số cô gái người Mông rất xinh xắn trong bộ trang phục truyền thống. Chúng ta cùng di chuyển vào phía trong phiên chợ. Rất đông du khách mọi người. Rất đông du khách đang trải nghiệm. Bây giờ kiếm chỗ đi cũng rất khó để di chuyển. Và đây là toàn cảnh phiên chợ nhìn từ trên cao với những khung cảnh rất đẹp. Và phiên chợ diễn ra ngay ở phía sát đường quốc lộ, cho nên rất nhiều du khách và phương tiện di chuyển rất thuận lợi. Cô gái Hợp đây Mông. Là một số em gái người dân tộc Mông và một số du khách đang trải nghiệm. Đây có một số hình như mình cũng quen biết. Hợp Mông giả này, Hợp Mông giả. Các em gái người Mông và du khách đang trải nghiệm trong trang phục của đồng bào Mông. Đang tiếp tục di chuyển vào phía trong. Cái đồi nó mô. Vâng, nếu mọi người thấy video thú vị hãy đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hello. Dân đồng du khách mọi người đi chơi người đi rèn luyện thể dục giảm béo. Nhiều du khách ở các vùng miền đến trải nghiệm cái phiên chợ. Phiên chợ người Mông ở xã Chinh Lý diễn ra được hai lần, thường là diễn ra vào ngày đầu tháng mọi người nhé. Chúng ta đang trải nghiệm cái không gian trang phục của đồng bào dân tộc Mông. Đây là cô em dân tộc Mông với trang phục sặc sỡ và nhiều hoa văn, có cái múa rất đẹp. Đây, một số du khách và người dân tộc Mông đang trải nghiệm. Còn đây là các cụ người dân tộc Mông đang bán khen, cái khen Mông với nhiều chủng loại. Cái khen này được chế tác rất tinh xảo và cái giá cũng không hề rẻ. Muốn mua à? Chúng ta cùng thưởng thức coi các cụ thổi như thế nào. Thank you.
Ở đây chúng ta tiếp tục di chuyển. Đây là một cô em người Mông cầm một cái ô, một người Mông du khách đang trải nghiệm chụp ảnh với cô em rất xinh tươi với trang phục vải Mông và chiếc ô. Đây rất nhiều trang phục người đồng bào dân tộc Mông sặc sỡ, khu bán hàng và trưng bày trang phục dân tộc Mông. Chúng ta cùng di chuyển vào phía trong, rất nhiều du khách trải nghiệm. Ừ, đẹp thật. Lên để quay thì là các ca sĩ trang phục sặc sỡ, đẹp sặc sỡ nhỉ. Bây giờ chúng ta cùng vào cái khu gian hàng trưng bày các sản phẩm của đồng bào dân tộc Mông. Rất nhiều gian hàng và đủ trang phục chế tác rất tinh xảo, sặc sỡ. Cắt quay cả nhà. Sao anh chưa về quê phố? Không em thăm đất thăm mùa. Vì quê ta đẹp lắm, tiếng xuôi rêu chim hót rộn lối hương. Sao anh chưa về quê phố? Mình em suy mãi. Vừa mới đến đây ném ở ngoài ra đã vào được mua xe vứt cách đây hơn cây nhiều thôi đây. Tắc đường ném ngoài kia chứ về mới tắc được, tắc hơn 2 cây xuống ngoài đây, hơn 2 cây à, hơn 2 cây chứ có lẽ hơn thôi. Lúc đấy mình cướp chừng suy
bê ta mới bắt chứ, đây bắt chi. Hả? Lại ca bên này ngoài xe à? Thì cái đây mình vô coi một tí thôi nữa về quê phương, ngoan hề. Chả đẹp hay cái mũ này. Bạn là bạn, bạn mô.
Bóng trắng nghiêng mái treo lướt sông về miền Tây, vui hồi cồng chiêng. Những chiếc cầu đón bạn qua sông, lăn dòng nước nhẹ ngoài hàm đù, chiều sao vàng mơ về tiên mù quê phong đời. Thank you.